U16 Việt Nam bị cổ động viên tấn công, huấn luyện viên Indonesia phải lên tiếng xin lỗi. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U16 Indonesia, ông Bima Sakti, đã gửi lời xin lỗi tới phía Việt Nam vì sự cố cổ động viên ném chai lọ và sử dụng những ngôn từ không phù hợp để cổ vũ trong trận đấu giữa hai đội. Hôm 6 tháng 8, U16 Indonesia đã thắng U16 Việt Nam 2-1 trong trận đấu cuối cùng bảng A giải U16 AFF Cup 2022 tại sân Maguwo. Trên sân, hàng vạn khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho đội chủ nhà, nhưng không ít người cũng có những hành động quá khích. Khi các cầu thủ U16 Việt Nam khởi động trên đường pitch, hàng loạt chai lọ từ các khán đài đã được ném xuống. Đi kèm với đó là những lời lẽ không hay từ phía cổ động viên chủ nhà. Điều này được cho là xuất phát từ sự việc Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 để loại Indonesia khỏi giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa qua. Kể từ đó đến nay, bóng đá xứ vạn đảo đã trở thành tâm điểm với hàng loạt tranh cãi. Do vậy, một bộ phận người hâm mộ ở quốc gia này có lẽ vẫn còn khá hậm hực với Việt Nam và Thái Lan nên trút cơn thịnh nộ lên dàn cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Quốc Tuấn. Ông Bima Sakti, huấn luyện viên trưởng U16 Indonesia, cho rằng đây là một việc làm đáng lên án. Trước loạt trận bán kết giải U16 Đông Nam Á, ông đã lên tiếng xin lỗi U16 Việt Nam, tôi xin lỗi đội Việt Nam, mong rằng các cổ động viên vẫn ủng hộ hết mình, nhưng chỉ cần hò hét là được chứ đừng ném chai lọ hay làm điều xấu. Phải ủng hộ nhưng với tinh thần cao thượng và đề cao lối chơi fair play, không đốt pháo sáng, không ném chai lọ. Các cổ động viên có thể la hét gì cũng được vì họ không biết tiếng Indonesia, nhưng cũng đừng nên xúc phạm họ. Quan trọng nhất là không được khủng bố tinh thần vì nó cũng gây hại cho chúng ta. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ bước vào trận bán kết gặp Myanmar vào tối nay, trong khi đó lúc 15:30, Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu với nhau ở trận bán kết đầu tiên.